Mình phải thay cái nước làm mát rồi. Và chúng ta sử dụng nước làm mát chuyên dùng thì nó sẽ tốt hơn là 19 cho đến 40. Ta phải có một cái chế độ dinh dưỡng cơ bản nắm được. Và qua cái công việc của mình thì bạn muốn gửi gắm tới mọi người cái thông điệp gì? Mình muốn chia sẻ và lan tỏa nhiều hơn cái lối sống xanh và giảm thiểu. Đó thôi. Nhưng mà một cái show như thế này thì Kim Thanh nghĩ mọi người rất là chờ đợi. Nhưng rồi, nhưng mà để sự kiện có trong môi trường theo cách riêng của bạn từ cái công việc này thì
cái bên trước là những cái co nối rồi những cái ống nước mềm, co